dắt mọi người đi xem một vòng mấy em bé với mấy bà mẹ nhà tôi nha. Mọi người đừng có tin vào những cái gương mặt này, tại vì toàn là những cái sự trộm lông chó phụng đó mọi người. Mùa này thu hoạch được 8 đứa mà duy nhất một cô công chúa này nè. Hàng hiếm á nha. Đợi đại gia đến rước con gái của bé Mercedes đó mọi người. Còn đây là thằng con trai cùng bầy nè. Cái bà mẹ màu vàng mà lượn lờ bên dưới là mẹ nuôi thôi, không phải mẹ ruột đâu nha. Những cái màu này khi lớn nó sẽ là cái màu vàng sáng sáng á mọi người, mà cái phần chân nó sẽ ombre lên cái màu trắng trắng nữa. Ủa họ biết diễn tả sao hết á, nói mày không biết mọi người hiểu không? Còn cái thằng nhóc mập này mới là con ruột của cái bà mẹ vàng hồi nãy nè. Mọi người xem lại cái tập mà hành trình đẻ của Cherry đó, thì đó, thằng nhóc này hôm nay đã mở mắt rồi nha. Trộm vía là rất là sổ sữa luôn. Đây là con trai của bố Jessie và mẹ Cherry nhà mình. Màu lông cam rực rất là đẹp nha mọi người. Trời ơi, đây là cái phần mọi người thích nhất nè. Nguyên cái đàn cò trắng 4 cân của tôi, trời ơi, nó trắng phao, trắng muốt. Mà mấy bé trắng hồi nhỏ, cái da nó hồng hồng nhìn cưng hết mức luôn á mọi người ơi. Mọi người có nhớ Cloudy và Snowy nhà mình không? Những bé này là em cùng cha cùng mẹ với cái hai đứa đó đó. À, cái bà mẹ đen này là mẹ nuôi nha mọi người. Chứ không có tài nào mà trắng phối đen mà nó có thể đẻ ra màu trắng hết trơn á. Mẹ của mấy đứa trắng này ăn ốc xong rồi bắt người ta đổ vỏ, cho nên là phải nhờ mẹ nuôi nuôi giùm nè. Nhưng mà trộm vía là mấy đứa nó ngoan lắm luôn, và đứa nào cũng sạch sẽ hết trơn á, không có sợ bị ố lông luôn. Ủa, mỗi lần thấy tôi nựng em bé là bà đứng bà canh tôi gì nè, để bà coi chừng nào tới bà đó. Quê sợ ai thèm bà đó bà ơi, tôi quay con bà. Ủa, không biết nó làm gì con nó mà lúc nào cũng y chang như cục kẹo dẻo hết trơn mọi người ơi. Sao vậy Ruby, con làm gì em bé mà em bé vô hèm nhỏ? Kiểu như là bà thương con quá đó mọi người, suốt ngày cứ đèn nhỏ ra liếm, mà liếm từ sạch nó thành dơ luôn. Mọi người thấy cái màu vậy thôi, chứ lớn lên là mấy bé nó sẽ thành màu cam sáng, vàng sáng hết á. Tụi nhóc cưng nhất là cái giai đoạn này đó mọi người. Tụi này chỉ có ăn rồi ngủ thôi. Bắt đầu lớn một chút là biết chửi lộn, biết sùm rồi.